Chúng ta tiếp tục cái phần cơ sở và số chiều. Số chiều của một không gian vector, chúng ta sẽ ký hiệu là không gian vector V, chúng ta ký hiệu là dim V. Dim V. Nó chính là số vector trong cơ sở của V. Số vector này là bất biến. Tức là mọi cơ sở, nếu như mọi cái cơ sở của V thì đều có cùng số vector. Chúng ta để ý là trong chương trình chúng ta chỉ xét không gian hữu hạn chiều. Không gian hữu hạn chiều thì tất nhiên là ta sẽ hỏi là không gian vô hạn chiều là không gian như thế nào. Thì thực sự nó là ví dụ về không gian vô hạn chiều này. Ví dụ về không gian vô hạn chiều thì ở đây chúng ta sẽ có không gian CAB, tức là không gian các hàm liên tục trên đoạn AB. Lấy ví dụ luôn là chẳng hạn như là ta lấy cái đoạn AB là chồng với góc O đi. Thế thì theo cái công thức Maclaurin, công thức Maclaurin thì ta sẽ có fx hoàn toàn có thể khai triển được tại cái điểm x0 bằng 0. Tức là nó sẽ là f 0 cộng với tổng của f phẩy f từ fn x là fnx chia cho n dây thừa n bằng 1 cho đến vô cùng x mũ n. Thế thì nhìn vào đây ta thấy ngay là fx được biểu diễn qua cái gọi là fx là một tổ hợp tuyến tính của cái họ vector 1 rồi x mũ 2 vân vân. Có nghĩa là một cái phần tử của cái không gian CAB này sẽ được biểu diễn, sẽ là tổ hợp tuyến tính của cái tập vector 1 x bình phương vân 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 vân. Hiển nhiên là cái nhóm vector này độc lập tuyến tính. Vậy có nghĩa là CAB, ít nhất là CAB của chúng ta sẽ có cái một cơ sở là các vector 1 x bình phương vân vân. Trường hợp này thì có CAB sẽ là không gian vô hạn chiều. Nếu như CAB mà không chứa cái điểm 0 thì chúng ta có thể dựa vào khai triển Taylor. Tức là cái cơ sở này nó sẽ là 1 này, rồi x trừ x0, x trừ x0 bình phương vân vân. Khai triển tại điểm x0 nào đó nằm trong đoạn AB. Nó ví dụ về không gian vô hạn chiều. Nhưng tóm nhắc lại là chúng ta chỉ có xét không gian hữu hạn chiều thôi. Thì từ cái kết quả này thì chúng ta sẽ nhớ cái điều sau đây. Tức là nếu như mà chúng ta đã biết trước là dim của không gian V nào đó mà là n và số vector của một cái họ S nào đó cũng là n luôn. Nếu biết điều này thì S sẽ là một cơ sở của V khi và chỉ khi, thay vì phải xét một trong hai xét cả hai điều kiện là độc lập tuyến tính và sinh ra V, S độc lập tuyến tính và S sinh ra V, thì chúng ta cần kiểm tra một trong hai điều kiện, tức là khi và chỉ khi S độc lập tuyến tính thế là đủ, hoặc S là một cơ sở của V khi và chỉ khi S sinh ra V. Ta bám vào một trong hai điều này.
Ví dụ như, chúng ta nhớ kết quả này làm bài tập nhé. Ví dụ như trong R3 chúng ta phải trước khi nói trong R3 thì tôi đừng có để ý cho mày một chút. Ở trong RN thì ta luôn tìm được một cơ sở chính tắc. Cơ sở chính tắc đó là cơ sở gồm các vectơ EI là những vectơ có cái dạng là thành phần thứ y là một, còn các thành phần khác là không. Thì trong trường hợp này ta thấy ngay là B0 sẽ là một cơ sở của RN. Nó giống như trường hợp chúng ta chứng minh trong R2 cái bài toán của ví dụ trước ha. Bài toán ví dụ trước rồi. Rồi chứng minh được là không gian R2 này thì có đây là một cơ sở, đây chính là cơ sở chính tắc. Như vậy tổng quát kết quả này lên, chúng ta sẽ có RN sẽ có cơ sở chính tắc là cái thằng như thế này. Như vậy có nghĩa là dim của RN sẽ bằng N. Đây là kết quả chúng ta cần nhớ. Có nghĩa là RN là một không gian N chiều. Tương tự thì trong cái không gian các đa thức có bậc tối đa là N thì này sẽ có cơ sở chính tắc. Nó là 1 x x bình phương vân vân x n. Đây là có n cộng một vector trên dim số chiều của PNX sẽ bằng n cộng 1. Đây là kết quả cần nhớ để chúng ta có thể áp dụng cái điều trên đây. Ok, ví dụ khác. Trong R3 chứng tỏ B gồm các vectơ U1 bằng 1, 0, 1, U2 bằng 1, 1, 1, U3 bằng 1, 2. Ví dụ 1, 2 cho 1 luôn đi. Là một cơ sở của R3. Vậy lời giải của bài toán này sẽ như sau. Do số vectơ của B bằng đúng với số chiều. Rồi, B có 3 vectơ này. Bằng đúng số chiều của R3 là 3. Nên B sẽ là một cơ sở của R3 khi và chỉ khi B độc lập tuyến tính. Ở trong trường hợp này chúng ta cần kiểm tra tính độc lập tuyến tính thôi. Thì bài toán sẽ giải quyết xong. Vậy chúng ta chỉ cần xét cái ma trận A. Hàng thứ nhất là U1, hàng thứ hai là U2 và hàng thứ ba là U3. Như vậy U1 là 1 1 à 1 0 1. U2 là 1 1 1. U3 là 1 2 1. Thì chúng ta biến đổi bậc thang để thấy ngay kết quả là 1 0 1 nhân trừ 1 cộng xuống 0 1 0.
trừ lên. Ủa, tôi chọn như vậy là nó phụ thuộc đến, tôi xin lỗi, tôi sửa lại cái chỗ này, trừ một nhé, trừ một. Vậy chỗ này sẽ là trừ lên, sẽ là không, hai, trừ hai. Rồi nhân trừ 2 cộng xuống, ta có kết quả là 0, 0, trừ 2. Điều đó chứng tỏ là hạng của B bằng đúng số vector trong B. Lại suy ra B độc lập tuyến tính. Mà chúng ta cần điều kiện B độc lập tuyến tính thì sẽ suy ra B là một cơ sở. Lại suy ra B là một cơ sở của R3. Bài toán kết thúc.